Xe AB2013 hiện tượng IC đang bị chết. Bật khóa nhan đèn còi đầy đủ nhưng mà mất bơm xăng. Mất bơm xăng, mất cao áp và mất bấm đề. Đây bấm đề đây. Đề không có hiện tượng gì cả. Đèn FI mất, tôi bật khóa lên đèn FI không có. Anh Quyền kết nối máy đầu lỗi rồi chưa? Không xác định. Đâu? Không có nói gì. Không xác định. Máy đầu lỗi báo như nào? Không vào được. Vào rồi. Máy đọc lỗi vẫn vào được đúng không? Vào được. Hệ thống pin đọc từ lỗi thì không xác định. Đọc mã lỗi này, hiện tại này. Không xác định. Không đọc được. Tức là 25400, tức là lỗi không xác định. Tức là không đọc được lỗi. Không đọc được lịch sử này. Lịch sử tính thằng này không được hỗ trợ. Tức là không đọc được lỗi lịch sử. Rồi. Rồi. Vào phần xóa lỗi xem nào. Xóa lỗi thì vẫn xóa được. Vào phần tính năng đặc biệt xem nào. Cài đặt ECM. Rồi, vẫn cài đặt được ECM nhưng mà không có tác dụng gì đúng không? Anh San tắt khóa đi, bật lại đi. Rồi, bật lên. Bấm điện, bấm điện. Ấn vào chìa đấy. Bấm vào chìa. Bấm nút trên chìa đấy. Ấn vào chìa. Rồi. Cái xe này nâng cấp mà hệ tìm xe thành chống trộm mà. Và lại từ đầu nhá, bây giờ mình cứu lại ECM xem cứu được không nhá. Vào phần chuẩn đoán xe này. Việt Nam. Phần Honda này. Vào Việt Nam này. Bây giờ xuống dòng số 9 đi. Sang trang 2. Dòng số 9 này. Cài đặt lại. Cài đặt và nâng cấp ECM nhá. Mình nâng cấp ECM lên xem có cứu được cái con này không nhá. Cài đặt và nâng cấp này. Nâng cấp lên này. Dùng máy đọc lỗi để xóa phần mềm cũ của nó đi rồi nạp phần mềm mới vào. Nếu mà thành công thì con này lại bấm đề, bật khóa bơm xăng lại đề lỗi bình thường. Đang đọc dữ liệu à? Rồi. Đừng thấy em là động vào khóa nhá. Phiên bản hiện tại là đuôi 00 đúng không? Phiên bản mới sẽ là đuôi 03. Phiên bản hiện tại bây giờ là 0101AB0000. Phiên bản ESU mới sẽ là 0101AB1103. Rồi. Bây giờ trong quá trình nâng cấp thì không được tắt ổ khóa và không được làm tụt rắc của máy đọc lỗi, nếu không gián đoạn. Gián đoạn là sẽ không làm thành công và sẽ hư hại do ECU ấy. Điện áp quy phải trên 10V, xe phải dừng hoạt động và không qua mã lỗi lịch sử và không qua mã lỗi hiện đại. Rồi, ok, đáp ứng đủ tiêu chuẩn rồi, điện áp quy 11,4V, không qua mã DTC và tốc độ động cơ vẫn là không. Đây là con trên xe đang dùng, còn đây là con chết mình cắm vào để cứu. Anh em đừng nha, đừng có động vào khóa nó giật chết người đấy nha. Không được tắt khóa xe, không được tháo bịch ắc quy. Chờ cái thanh công cụ nó chảy hết từng đây phần trăm. Mà bạch thì nó được. Được. Cứu ra. Được. Ông là động vào là ông ấy. Đây này túi chung cái veo này lên lên rút ra đây nhá. Dạ. Sau khi cứu được không đã, nếu cứu được cứu được thì tao tung lên. Kiểu gì chẳng có mặt san quyền đây. Ông em đăng ký cứu rút rồi. Ông đăng ký cái gì cũng đầy rồi thì xem để xem lại học lại. Cho thành công ngu chạy cứu được thành công thì là mọi người xem biết ngay. Lâu thành cái gì cái này nó tự nhiên sao nó lại phần mềm nhá. Rồi. Cái con IC này bị chết phần mềm. Chưa rõ nguyên nhân tại sao chết phần mềm. Này đốt thầy tỉnh. Chết phần mềm. Nếu mà chỉ chết phần mềm không cứu được, còn nếu mà chết linh kiện bên trong thì chịu. Đây là anh San Thủy Nguyên, đây là bạn Tuấn đường 10. Ôi bổ, hát lên cái đèn này.
Anh San Du Sơn nào. Bạn Tuấn hoạt lão viên. Có bạn Tuấn trong nhóm K9 này rất vui. Đây anh Hải Đà Lạt. Nhưng mà vào phần nào hỏi Tuấn? Hết chưa? Tôi chạy phần nào mất lâu này cả. Tôi làm một phần đâu mới được một phần nữa. Và anh em cứ làm đấy chết đi. Xong đó cứu lại. Chết hẳn thì đi mua con mới. mình là thợ mà nè. Một đời AB 2013 nhưng mà sờ mắc cây thì mua xe mới là phải thay cả SU và remote. Lại sờ mắc cây thì không dạy làm cho nó chết. Tại vì là khi mà nó chết thật thì mất nhiều tiền lắm. Mất tiền ngu là hơi đặng rồi. SU cả... Mất tiền ngu. Hiện tại đã nâng cấp xong, để hoàn tất cật nhà lại ESU, tắt khóa sau đó mở lại, thực hiện nhanh trong 10 giây. Bây giờ mình tắt khóa đi này. Tắt khóa đi. Đấy. Bây giờ bật lại này, làm sao có đèn FB là được nhá. À có đèn FB rồi này. Đấy. Như vậy cứu thành công rồi. Bây giờ bấm đè lỗ thứ này, bấm đè lỗ đi. Rồi, đè lỗ ngay. Đấy. Như vậy là cứu thành công rồi đúng không? Bấm đè lỗ rồi. Đấy tôi nhẹ đấy, đi thầy giúp thầy lấy cái rồi con thành công rồi. Nó nhẹ đây ra đi đấy. Đấy à, được. Như vậy con này là bị chết phần mềm chứ không phải chết phần cứng đúng không? Cái trường hợp như nào thì là con này là hiện tại của nó là nó bị là thợ mang đến trong tình trạng là bật khóa điện không có đèn FI, mất bấm đề, mất bơm xăng, cố tình đạp thì mất cao áp. Mình nghi ngờ là chết phần mềm thì mình dùng máy đồng lỗi để thay phần mềm mới vào cho nó. Thế là cứu được, đi chưa? Đây là con IC zin của xe của bạn An nhé. Phần con IC này là hỏng. Mình nghi ngờ nó là chết phần mềm thì mình thay phần mềm. Và nếu thay phần mềm thành công thì là được, còn vẫn không được như vậy là chết linh kiện bên trong rồi. Như vậy là cứu được rồi đúng không? Đó. Cái bài này nó hữu ích. À. Đúng. Còn cái nào nhận ra cái lưới hỏng nó là soi lên nó đang chạy. Đó, đèn FB lại lên bình thường. Lúc đầu là mất đèn FB đúng không? Thế là đấy là cái sự lợi hại của máy đồng lỗi. Đây là máy đồng lỗi MT100. Đúng rồi, tất cả những IC nào mà bị chết phần mềm thì dùng máy đồng lỗi cứu được. Nhưng mà chết phần mềm nhé, còn chết phần cứng, chết linh kiện là thôi đấy. Như ta vào phần nâng cấp phần mềm đây. Đúng rồi, vào phần nâng cấp phần mềm, thay phần mềm mới nào. Được. Xong rồi chạy nâng cấp phần mềm nó tự chạy. Đúng rồi, ok.